anh chị em thân mến, Đức Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa và chỉ một mình người mới có lời ban phúc trường sinh. Trong tâm tình yêu mến, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Hội thánh tôn kính lời Chúa ngang với mình mẫu thánh Chúa. Chúng ta nhiệt lời cầu xin cho các vị mục tử biết tận tình giúp đỡ các tín hữu học hỏi và sống lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa trong Kinh Thánh là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho người tín hữu. Chúng ta nhiệt lời cầu xin cho các gia đình công giáo biết mộ mến việc học hỏi Kinh Thánh và chấp hành đọc lời Chúa mỗi ngày, đặc biệt là trong giờ kinh tế của gia đình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Một số anh chị em chưa ý thức đủ tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin của người Kitô hữu, nên thường xuyên đi lễ rất trễ, tham dự đầy đủ phần phục vụ lời Chúa. Chúng ta nhiệt lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng đi lễ đúng giờ là một thói quen tốt, cần phải tập luyện và duy trì thường xuyên. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Phêrô đã khẳng định: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai bây giờ? Chúng ta nhiệt lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết quyết tâm dấn thân theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con hết lòng yêu mến lời Chúa, siêng năng học hỏi và đem ra thực hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.